Tại trường cấp 3 chuyên văn, lớp 10, có một học sinh vừa chuyển đến thì đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trực nhật cũng ra dáng, ăn trưa cũng ra dáng, bị phạt cũng ra vẻ cuôn ngầu và người đó có tên là Sakamoto vào một ngày như mọi ngày. Ba thanh niên ghét Sakamoto ở trong lớp đã đặt miếng lau bảng trên cửa để chơi khăm Sakamoto. Mấy cô gái thì muốn họ thôi mấy trò này nhưng họ sẵn sàng để đám con gái vào thay nếu muốn. Nhưng Sakamoto vừa mở cửa thì đưa tay đỡ lấy miếng lau bảng một cách côn ngầu khiến đám con gái chỉ biết hú hét. Vào giờ nghỉ, ba thanh niên theo Sakamoto đến nhà vệ sinh và dội vào trong một xô nước và nghĩ cậu đã ướt. Nhưng chúng đâu có ngờ là Sakamoto đã có dù để che. Sakamoto sau đó cầm dù ra ngoài để dằn mặt chúng. Và khi về lớp thì bàn ghế của cậu đã bị chúng ném ra khỏi cửa sổ. Thầy giáo thấy cậu không có bàn nên mấy cô bạn muốn cho cậu ngồi chung. Nhưng cậu không cần bàn mà ngồi luôn ở cửa sổ. Quá cay cú nên ba thanh niên sau đó đi làm điếu thuốc và quyết định phải dứt khoát xử lý Sakamoto một cách nghiêm túc. Ba thanh niên sau đó đã ép một đứa trong lớp đến gọi Sakamoto lên phòng hóa học sakamoto cũng tin mà lên thử vừa vào cửa cậu đã bị ba thanh niên áp chế và giữ lại chúng muốn bày trò gì đó để khiến sakamoto bị mất hình ảnh hoàn toàn chúng tính chụp ảnh xấu hổ của sakamoto nhưng đột nhiên ngửi thấy mùi khét kiểm tra thì biết tàn thuốc ban nãy đã gây cháy chúng hoảng loạn tìm cách dập và chạy ra mở cửa thì cửa đã bị cây trổi ngoài kia chặn mất thế là sakamoto phải ra tay cậu đứng lên cởi áo khoác và bắt đầu nhảy xung quanh đống lửa đám kia nghĩ cậu đang tạo gió để dập lửa và dường như có tác dụng nên cũng chạy đến nhảy chung Tiếng ồn đã đánh động phòng giáo viên tầng dưới nên một thầy đã phải lên xem thử. Thầy vừa đến thì đã lấy chổi ra và mở cửa xem thử thì thấy bốn thanh niên đứng nhảy quanh đống lửa. Thầy lấy bình cứu hỏa dập xong hỏi chuyện thì Sakamoto cho biết là vì lý do cá nhân nên họ đã gây cháy nên cố tình nhảy để làm ồn cho thầy cô biết. Còn lý do thì cậu đã che giấu cho ba thanh niên kia bằng cách nói bản thân đến đây giúp kèm họ học thêm và gặp sự cố với đành cồn. Thầy thấy vậy là tốt nhưng Sakamoto vẫn phải viết kiểm điểm. Ba thanh niên cứ nghĩ là sẽ dạy Sakamoto một bài học nhưng rồi chính cả ba lại là người bị dạy. Ba thanh niên sau đó đi chơi bóng và thừa nhận họ đã thua Sakamoto triệt để và phải nói thật là ban nãy Sakamoto oai phết. Và một ngày, lúc Sakamoto trở về giữa trời mưa thì cậu có gặp một con chim, cả hai đã cố tình đua với nhau. Nhưng vật bị gió lốc thổi đến khiến con chim bị cuốn đi nên Sakamoto đã đuổi theo và lướt trên mặt nước để cố cứu lấy con chim. Cậu đã dùng gió lốc và dù để bay lên và bắt được con chim. Và đúng lúc này thì trời nắng trở lại. Ở lớp Sakamoto có một thanh niên là Seza. Thanh niên này làm model cho một hãng thời trang đang flex nhẹ với mấy cô gái thì chẳng ai thèm để tâm. Ấy vậy mà có người vừa đưa báo vào và trong đó có hình Sakamoto lướt như đang bay giữa trời rông thì ai nấy chạy đến hỏi han này nọ. Seja cảm thấy bản thân chẳng có tí nào cạnh tranh nổi với Sakamoto. Thế là cậu ta thề sẽ cho Sakamoto một trận. Trong giờ học, lúc thầy hỏi thì Sakamoto đã đứng lên trả lời. Seja cố tình kéo ghế để cậu ngã nhưng không ngờ đến việc Sakamoto có thể ngồi mà không cần ghế. Vào giờ thể dục môn ném bóng, Sakamoto liên tục bị Seja ném vào nhưng cậu tránh né được hết. Quá cay cú nên cậu ta đã đi rửa mặt cho tỉnh táo thì bị nước bắn tùng lum vì cái vòi này đang cần sửa chữa. Thế là cậu ta sau đó đã xé bản thông báo đi để gài Sakamoto. Nhưng Sakamoto vẫn không bị bẽ mặt mà còn có thể tỏ ra ngầu lòi. Xê ra quá cay cú và không biết làm cách nào để Sakamoto bớt nổi bật. Đột nhiên trong lớp xuất hiện một con ong, ai nấy hoảng loạn quay cuồng xung quanh. Đột nhiên họ phát hiện đó là một con ong chúa. Đám con gái chạy hết và nhốt bọn con trai ở lại. Thầy đã bảo họ vứt đồng phục ra vì ong dễ bị thu hút bởi thứ màu đen. Ai nấy cởi hết đồ và xê ra muốn dùng cơ hội này để gây chú ý bằng cách đấu với ong. Nhưng cậu ta đập hụt và rồi cái kết là tự cởi đồ để né ong. Nó sau đó nhắm vào Sakamoto và rồi đậu lên tóc cậu. xe ra định nhân cơ hội diệt trừ thì Sakamoto tránh đi khiến con ong nhắm vào xê ra. ra hét lên thì con ong đã bị Sakamoto bắt lại. Sakamoto đã cầm con pa ra giao đấu với ong. Và rồi ngay lúc có cơ hội thì gắp nó lại rồi mở cửa thả đi. Ai nấy lại vây quanh Sakamoto để trầm trồ và cậu cũng đã nhân cơ hội hỗn loạn để giải xong bài tập mà thầy ra. Seiza đã thua hoàn toàn và quyết định quy phục dưới Sakamoto. Cậu ta sau đó làm trò hề trước cả lớp và cuối buổi đã xin Sakamoto vào chung nhóm nhưng Sakamoto từ chối ngay và luôn. Vài ngày sau, Sakamoto có đi thăm nhà chim nhưng có vẻ chim không có nhà. Cậu phát hiện cậu bạn cùng lớp Kubo hay bị mấy thanh niên côn đồ kia bắt nạt và chấn lột tiền nên đã xuống hỏi thăm thử. Nhưng cậu chỉ hỏi thăm chứ không hề có ý định giúp. Thế là Kubo phải cúi đầu xin Sakamoto giúp vì cậu đã hết tiền. Thế là Sakamoto chỉ cậu ta đi làm thêm, vì hết tiền thì đi làm kiếm thêm. Sakamoto ngay lập tức được quản lý ưng ý nên cho vào làm tiếp tân còn Kubo thì vào bếp. Cậu ta không hiểu sao bản thân phải vì mấy tên bắt nạt mà đi làm. Đột nhiên công việc nhiều lên và ai cũng đều vì Sakamoto mà đặt quá trời món. Kubo làm liên tục không ngừng nghỉ, khách cứ thế kéo đến đông nghịt và đây hẳn là hiệu ứng Sakamoto. Giờ cao điểm sau đó đã qua và quản lý cũng có lời khen cho Kubo. Cậu ta bắt đầu thấy vui và thích thú với công việc. Sau một thời gian cậu ta đã có những đồng lương đầu tiên. Hôm nay Kubo và Sakamoto đang làm như thường thì ba thanh niên ngủ ngáo trong lớp tìm đến. Ba thanh niên này đã bị Sakamoto thuần hóa và ngoan hơn hẳn, nhưng hai tên hay bắt nạt Kubo cũng mò đến, chúng nhận ra Kubo và tự hỏi gần đây cậu ta ở đâu, té ra là đi làm. Sakamoto muốn chúng gọi món và chúng gọi xong thì hẹn Kubo tan làm đến công viên gặp. Không là chúng xiên, cậu ta sau đó cũng rén mà đến ngay lúc tan làm. Chúng than là không có tiền tiêu nên cần Kubo cấp cho một ít, thế là cậu ta phải lấy tiền lương ra nhưng rồi cậu ta đã không nhịn được mà giữ lại vì đây là mồ hôi công sức bản thân làm ra chúng cứ thế đánh đập kubo nên sakamoto đã tìm đến và đưa chúng vài thứ chúng bỏ quên cậu lao đến lấy ống hút thổi vào tai một tên và lấy nước sốt xịt vào mắt tên còn lại kubo sau đó lao đến ủi chúng và hất cát vào mặt khiến chúng phải bỏ chạy kubo giờ đã hiểu thứ bản thân nên bảo vệ là danh dự nhưng sakamoto làm tăng ca nên không rảnh ở lại nghe mà bỏ về trước ở lớp sakamoto có một cô bạn là aina aina thường xuyên được bọn con trai để ý đến và xa vào lưới tình Đám con gái thì hiển nhiên là chẳng thích Aina vì cái tính nhõng nhẽo đó. Nhưng cô ta thì chỉ để tâm đến Sakamoto và sẽ cố để Sakamoto rơi vào lưới tỉnh. Cô ta sau đó đã bắt đầu những bước đầu tiên, xâm nhập vào không gian cá nhân của Sakamoto. Aina đã đến xin được ngồi chung để nhờ Sakamoto chỉ bài. Cô ta sẽ ngồi ở phía mà dễ khiến tay của cả hai chạm vào nhau. Nhưng Sakamoto lúc này viết bằng cả hai tay. Thế là cô ta lên ngồi đối diện và bắt đầu bước hai là gọi thẳng tên của Sakamoto nhưng không một ai biết tên thật của Sakamoto là gì nên Aina hỏi thử thì cậu từ chối tiết lộ. Cô ta sau đó dùng bước 3 là bắt chước hành động của cậu nhưng cậu làm việc quá nhanh không theo nổi. Thế là cô ta dùng bước 4 là bỏ đi để cậu gọi quay lại, nhưng cậu chỉ để ý đến con chó ở dưới sân trường. Cô ta sau đó đi vào nhà vệ sinh để đọc sách hướng dẫn và quay lại rủ Sakamoto chơi gọi hồn. Nhưng hai cô gái ghét Aina cũng muốn vào tham gia để phá đám. Do có người tham gia nên Sakamoto để họ chơi còn cậu ngồi xem. Họ sau đó hỏi thần núi là Aina có phải đứa giả tạo không thì Aina đã tự kéo đồng xu về không. Cả hai cô gái đều không địch nổi sức mạnh của Aina. Họ sau đó hỏi Sakamoto thích ai và đang kéo vào chữ thì đồng xu văng ra. Họ biết trong trò này nếu xu văng đi là bị nguyền. Sakamoto sau đó giả vờ là bản thân bị nhập rồi bắt họ làm một cái nhà chim trong vòng 20 phút nữa hoặc không là sẽ đưa Sakamoto về núi. Ai nấy hoảng sợ nên dùng bàn học để xây thành hình nhà chim. Aina nhõng nhẽo không chịu tham gia nên hai cô gái kia thấy tình cảm của Aina là giả tạo. Họ xây được phần cột thì bàn đồ xuống buộc Aina phải vào đỡ. Cô cho rằng bản thân làm chỉ vì Sakamoto. Và họ sau đó cũng đã làm xong được hình dạng của nhà chim. Sakamoto đã nhảy lên và chui qua bàn rồi vừa như là được giải nguyền. Ba cô gái giờ đã thấy hợp nhau nên quyết định đi chơi chung. Và Sakamoto đã cố tình làm vậy để thử nghiệm việc trong tình cảnh khó khăn thì tình cảm của con người sẽ gắn kết với nhau hơn có phải là thật hay không. Và cậu sau đó đã cho bàn học tự quay về vị trí cũ. Sau đó một thời gian, ta gặp được đại ca trùng trường của năm 2 đại ca này đã ép thanh niên đội mũ đỏ phải đi mua đồ ăn và không vừa mắt thì lại đe dọa và phạt đi lau cửa sổ tên tóc vàng đây muốn đại ca đừng có bắt nạt quá nhưng đại ca cho rằng bản thân phải giáo huấn mấy đứa năm nhất để chúng nghe lời và biết quan sát hơn và đại ca này cũng cho đồng bọn biết là mới kiếm được một đứa dễ thương ở hành lang vừa mở cửa huýt một cái thì sakamoto đã mang một đống bánh và chạy đến cậu phóng rơi cục đá trên cây và để nó rơi vào chổi và đẩy cậu nhảy lên tận trên này cậu mang lên một đĩa bánh thập cẩm đầu đủ vị cho họ ăn ai nấy đều lấy một miếng ăn và nước nở khen ngon. Kubo cho rằng Sakamoto đang bị sai vặt, nhưng cậu xem đó là giáo dục sự nhẫn nại và khả năng quan sát. Kubo thấy cậu bị lừa và những người bị sai vặt không hề thoải mái, nhưng Sakamoto xem việc bản thân nghe lời người lớn tuổi hơn là đúng phép tắc. Vừa nghe huýt sáo thì cậu đã quay đi, đại ca muốn uống gì đó nên bảo Sakamoto đi mua. Cậu muốn biết đại ca uống gì thì đại ca cho cậu chọn. Thế là cậu đi mua vào loại và lắc nó lại với nhau rồi mang về. Đại ca uống thì lại khen ngon nên ai nấy cũng xin Sakamoto làm giúp. Đại ca sau đó cứ được đà nên sai vặt Sakamoto liên tục bảo quên mang đồ thể dục thì cậu đo xong may luôn cho một bộ chui giày thì cậu lau cho lướt được trên sàn nhà massage hay lên lớp thay Sakamoto cũng làm hết Đại ca cứ thế sống quả thoải mái nên đâm ra lười nhác nhưng bị chất vấn thì vẫn lấy lý do là giáo dục cho sự trưởng thành nhưng rồi Đại ca cũng thấy việc cứ để Sakamoto nghe lệnh mãi thì không trưởng thành được nên cho cậu yêu cầu cuối cùng là tự làm theo ý cậu miễn là giúp Đại ca sống thoải mái là được thế là trong lúc đi vệ sinh hết giấy thì Sakamoto ngay lập tức mang giấy đến đại ca sau đó ra về và đi lấy giày ở tủ thì đột nhiên sakamoto đã lấy giày đi sửa ấm lại nhưng bên ngoài quá nóng khiến đại ca hét lên sakamoto sau đó cầm giày của đại ca đi và vác xe ra để đưa đại ca đi về hắn ta quá sợ hãi mà bỏ chạy vì đây chính là cảm giác bị đeo bám không ngừng hắn đã cắt đuôi sakamoto và trốn trong nhà kho chặn cửa lại rồi gọi đàn em đến giúp nhưng sakamoto không hề buông tha mà lẻn vào lúc nào không hay cậu sắp xếp lại nhà kho thành giường cho đại ca nghỉ và còn định hát cho nghe đại ca đã chịu hết nổi mà xin cậu buông tha ngày hôm sau mấy thanh niên ngủ ngáo phát hiện đại ca lại tự đi mua và trả tiền đồ ăn dưới căng tin còn sakamoto thì bị đuổi và nghĩ là do bản thân hát dở một thời gian sau sakamoto đã đến nhà kubo để dạy kèm mẹ kubo nghe tiếng sakamoto thì kubo bảo cậu trốn gấp mẹ kubo nghĩ là có sakamoto ở đây nhưng cậu ta bảo bản thân chỉ có một mình ở đây lý do cậu bảo sakamoto trốn là vì mẹ kubo đã xa lưới cả sakamoto bắt đầu từ hai tuần trước Sakamoto được trên cả điểm tuyệt đối còn Kubo thì có khả năng ở lại lớp nên đành xin Sakamoto giúp đỡ. Thế là cả hai về nhà Kubo học, Sakamoto đã tặng mẹ Kubo một bộ sưu tập vỏ sò và khiến mẹ cậu ta điếu đổ. Mẹ Kubo sau đó quay phim Sakamoto dạy học và mời cậu ở lại ăn tối và món là gà nướng. Mẹ còn mua đồ làm đẹp đắt đỏ nên Kubo xin Sakamoto hãy trốn khỏi mẹ cậu ta. Sakamoto định dạy tiếp cho Kubo thì cậu ta nhận ra là để quên đồ ở trường nên chạy đi lấy về và nhờ Sakamoto trốn cho kỹ. Kubo sau đó ra khỏi nhà và mẹ cậu ta phát hiện giày của ai đó trong tủ nên nghi ngờ Sakamoto ở đây. Bà vào phòng Kubo tìm từ trên giường cho đến dưới, nhưng Sakamoto đã ở trên cửa và trốn sang phòng bên. Mẹ chạy qua tìm thì cậu đã ở sau cửa và ném một thứ gì đó để bà mở cửa và bị ánh sáng chiếu vào. Bà sau đó đi tìm Sakamoto ở tủ đồ thì cậu nằm phía trên, xong rồi trốn ở phòng khách trong máy giặt. Bà nhớ ra phòng tắm nên chạy đến mở bồn tắm ra thì cậu đã trốn ở sâu bên dưới. Đột nhiên Kubo gọi về khiến bà nghe thấy mà quay vào trong tìm. Nhưng cậu đã gạt nước khiến phấn của bà bị loang ra mà chạy đi. Bà sau đó bám theo dấu chân của Sakamoto ra ngoài ban công thì thấy cậu đã cột dây để trốn đi. Cậu vẫn đang trốn ở bên cạnh và nghe nỗi lòng của bà. Bà sau đó vào mở phim xem và thấy nhân vật trong này rất giống Sakamoto. Bà có thể từ bỏ nhân vật trong này dễ dàng nhưng nghĩ tới khoảng cách với Sakamoto thì bà không thể kìm nén nổi. Sakamoto đã nghe được còn Kubo quyết định về sớm trước khi mẹ cậu ta làm điều gì đó điên rồ. Mẹ Kubo đã xem xong phim và quyết định đi làm bữa tối, đột nhiên Sakamoto xuất hiện bà đã lao đến và cậu đã ném cái đĩa vào đầu đĩa rồi né đi và bật đoạn phim trong đĩa lên rồi căn đúng lúc mà nhảy ra sau TV và đồng bộ với lúc cậu xuất hiện trong đoạn băng Sakamoto đã lừa rằng bản thân là người ở trong phim và không thể chạm vào bà Kubo vừa về thì thấy mẹ đã khóc lóc vì cuộc tình éo le không phải thật này nhưng ngày sau đó cả hai chỉ học ở thư viện và không cho mẹ của Kubo biết những ngày sau đó thầy giáo đã phải canh cửa vào những giây cuối để tìm cách bắt lỗi Sakamoto nhưng hôm nay cậu lại xách theo một cây treo thầy giáo nghĩ cậu định nhảy xào qua nên chạy sang hứng nhưng cậu chỉ cắm che đấy vào đi qua cửa còn chưa đóng. Thầy nghe cô giáo trong trường bảo là gần đây học sinh vi phạm nội quy khá nhiều, thế là thầy quyết định đi thắt chặt giám sát, vì Sakamoto kiểu gì cũng sẽ dính vào một tội gì đó. Thầy sau đó phát hiện Sakamoto và ba thanh niên ngủ ngáo. Thầy thấy khói bốc ra nên nghi ngờ đám này đi hút thuốc và chạy ra bắt, nhưng họ chỉ đi thổi bong bóng vì ba thanh niên đã bỏ thuốc. Thầy không lâu sau đã tiếp tục đi giám sát. Thầy thấy học sinh đang chăm chỉ quét dọn và thấy Sakamoto có vẻ đang nghịch ngợm nhưng cô bạn muốn thầy xem kỹ vì sakamoto đang quét trần nhà và né không cho bụi rơi trúng người thầy sau đó có tiết ở lớp sakamoto nên đã đến dạy thầy dạy về giáo dục sức khỏe và giới tính đang dạy thì thầy thấy cả lớp im một cách lạ thường để ý qua sakamoto thì cậu vẫn đang nghiêm túc thầy muốn kiếm lúc để bắt lỗi cậu nhưng thầy quay lại thì thấy cậu đang bày bàn ra để ăn thầy biết môn này cũng chẳng quan trọng nhưng nếu sakamoto ăn dù chỉ một miếng thì thầy có thể bắt lỗi thầy sau đó liên tục chờ đợi đến khi cậu bỏ miếng cơm vào miệng và cậu vừa ăn xong thì thầy đã đuổi ra khỏi lớp thầy thấy bản thân đã thắng được sakamoto và nghĩ cậu có thể sẽ ăn năn ngoài kia nên ra xem thì cậu lại đang cho một con chim ăn thầy thấy cậu cố ý chọc tức thầy để mang đồ ăn cho con chim sắp chết thầy đã thấy bản thân thực sự thua sakamoto nên hôm sau đã để cửa cho cậu qua nhưng cậu lướt qua bên dưới thầy khiến thầy không thể không tức giận vài ngày sau thầy đã cho diễn tập đối phó với tình huống khẩn cấp ai nấy nhận ra thanh niên mũ đỏ không ở đây nên nghi ngờ cậu ta đang ở trong nhà vệ sinh Sakamoto đã vào trong tìm thử, cậu tự đổ nước lên người và bịt mũi và miệng lại. Thanh niên mũ đỏ vừa đi vệ sinh ra thì thấy cả lớp đã tập trung dưới sân nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Samakoto có tìm đến và muốn cậu ta làm theo. Samakoto sau đó đưa cậu ta từ trên tầng cao xuống dưới, còn cậu thì nhảy thẳng xuống và bung dù để tiếp đất. Thầy nghĩ cậu làm hơi quá nhưng cậu phải tạo ra tình huống căng thẳng để cho giống với diễn tập khẩn cấp. Hè sau đó đã đến, ba thanh niên ngủ ngáo đã đặt bẫy chơi khăm và Sakamoto lại tìm đến họ không biết sao cậu lại mặc đồng phục vào kỳ nghỉ và cậu đã đạp chúng bẫy nhưng họ sau đó lại không thấy sakamoto đâu ba ngày liền không thấy nên cả ba đến hỏi kubo thì cậu ta cũng không biết nốt và nghĩ là sakamoto có thể đã làm bài tập hè xong đi đâu đó cả ba thanh niên không tin sakamoto có thể biến mất như vậy nên đã đi hỏi thăm mọi người vì cậu có vẻ là người duy nhất mặc đồng phục vào mùa hè đi đường thì có người thấy sakamoto đi cầu thang cậu bước dài và lên như thể cầu thang này là thang máy nhưng đó là bốn ngày trước họ sau đó vào siêu thị hỏi thì có một cô thấy cậu đi quanh tầng này để ăn thử đồ nhưng là vào năm ngày trước đi tìm tiếp thì có người thấy cậu ném đá để bắt cá đám nhóc thì được cậu sửa lại bập bên có người thì thấy cậu nhường đường cho mèo thanh niên thường ngày đội mũ đỏ thì đi tìm và ngã xe một bà cụ nhớ là từng thấy Sakamoto lúc cậu chơi cái đàn đằng kia họ sau đó không chấp nhận việc Sakamoto đã biến mất và nghĩ có thể cậu đã không còn ở thị trấn này nữa cả ba sau đó phát hiện cậu nhóc rơi xuống cái hố cả ba đào nên lại xem thì trong đó có cái hàng nút áo của sakamoto cũng gần đó nên thả cái nút áo xuống và phát hiện cái hang này sâu đến nỗi giờ chưa nghe được đáy nghi ngờ cậu đã đào qua bên kia trái đất nên mũ đỏ muốn nhảy qua vì cậu ta không thể xa sakamoto được nữa sakamoto thật sự thì đã ở tiệm giật ủi để lấy đồng phục cậu gửi giặt ba ngày trước mấy ngày nay cậu đã đi xung quanh thị trấn để điều tra vài thứ cậu sau đó lấy áo và ra về thì có gặp nhóm ba thanh niên và cái hố dưới kia thì rất nông cậu chỉ đang cố khai phá suốt nước nóng thanh niên dưới hố cây cú mà chẳng thể làm được gì sakamoto vào một tiết thể dục Sakamoto đã ném bóng và Kubo nghĩ bóng sẽ không được đến đây. Nhưng Sakamoto ném chúng ngay mặt Kubo, cậu ta tỉnh lại thì đang được Sakamoto đỡ. Cậu đã xé một bên áo để băng lại mặt cho Kubo. Con gái thấy thì chỉ biết hú hét, ta sau đó gặp lại hai thanh niên đại ca năm hai. Và lần này điểm nhấn sẽ ở thanh niên Hazabusa ngầu lòi này. Thanh niên này được xem là thông minh, đánh nhau giỏi và là đàn ông đích thực. Đột nhiên họ thấy đám con gái đứng xếp hàng để chờ ai đó, và người họ chờ là Sakamoto. Thanh niên đại ca thì rén ngay khi thấy cậu vì nhớ lại những lúc bị bám đuôi lần trước. Ai nấy đều phải thừa nhận Sakamoto rất nguy hiểm. Và nếu có từ gì để mô tả cậu thì chỉ có nguy hiểm. Đại ca khuyên Hazabusa đừng có mà đụng vào Sakamoto nếu không sẽ hối hận. Nhưng Hazabusa muốn chứng tỏ bản thân mới là người có quyền thế. Trong lúc đó, Kubo đang thắc mắc là nên đi cắt kiểu tóc này. Sakamoto nghĩ cậu ta thử cắt như cây bonsai mà cậu thấy. Nhưng Seiza có kinh nghiệm trong vụ này nên chỉ cậu ta cách khác. Đột nhiên Hazabusa tiến vào cậu ta muốn Sakamoto nể mặt cậu ta. Sakamoto đã hiểu nhầm ý và lấy đất sét ra và in mặt cậu lên đó để Hazabusa mượn trong giờ mỹ thuật ngày mai. Nhưng cậu ta không cần thứ này, thế là đám con gái xông đến giành giật. Hazabusa đã né hết và đấm bay miếng đất sét. Cậu ta sau đó dẫm qua nó và nghĩ ban nãy chính là dấu hiệu tấn công, chứng tỏ cậu đã thống trị lớp này. Thế là cậu ta hẹn Sakamoto đến gặp cuối buổi. Nhưng Sakamoto hôm nay phải trực nhật nên đàn em của Hazabusa đã cố tình dùng cách nào đó để ép cậu đến. Cả hai thanh niên đã thu giày của Sakamoto lúc cậu đi vệ sinh và để lại lời nhắn, nhưng cậu mặc kệ mà lướt về lớp, lớp Sakamoto sau đó nhờ cậu lại đo họ treo đồ. Sakamoto bị lấy mất thước và chỉ thấy lời nhắn, thế là cậu dùng đầu của thầy để căn, hai đàn em khá cay cú nên đã quyết định làm to hơn. Và Kubo đen đuổi đi qua, thế là lúc Sakamoto đi trực nhật và tìm Kubo thì phát hiện Kubo đã chọc lóc. Cậu ta rất xót cho mái tóc và trên đó còn có lời nhắn khiến Sakamoto buộc phải làm tóc giả cho Kubo và quyết định đi giải quyết chuyện này. Cậu đến cần con sông để gặp Hazabusa, cả hai đều đã sẵn sàng để vào trận. Hazabusa đã lao đến thì cả hai bị cảnh sát ngăn lại vì đánh nhau là bị cấm, nhưng Sakamoto cho rằng cả hai chỉ đang chơi đùa với nhau, hai đàn em cũng thêm lời vào nên chú cảnh sát nghĩ cả hai chơi trò sumo tay đẩy như trước đây, thế là chú quyết định ngồi xem thực lực của cả hai. Hazabusa định làm qua loa rồi đổi vị trí, nhưng Sakamoto có vẻ nghiêm túc. Hazabusa đã tấn công thì Sakamoto thu tay lại khiến Hazabusa suýt ngã nhưng đã kịp kéo áo lại. Ai nấy nghĩ cậu chơi bẩn nhưng chú cảnh sát cho biết đây là một chiêu thức được chấp thuận. Thế là Hazabusa đã đứng thế để có thể giữ thăng bằng mà vẫn tung được toàn lực. Hazabusa đã khiến Sakamoto suýt ngã nhưng cậu đã quay tay với tốc độ cao để tạo gió đẩy bản thân đứng vững, cả hai sau đó liên tục tung đòn. Trời sau đó cũng đã bắt đầu mưa, cả hai vẫn đánh và chú cảnh sát thấy cả hai như nước và lửa. Hazabusa đã có vẻ đuối sức. Hai đàn em định chơi bẩn kéo chân Sakamoto thì Hazabusa ngăn lại vì cậu ta phải thắng bằng thực lực thắng bằng tiểu xảo thì cậu ta thà đứng đây chết còn hơn nhưng sakamoto quyết định phải kết thúc sớm cậu sau đó đưa tay lên trời và ai nấy nghĩ cậu tính thu hút xét đến đàn em muốn hazabusa nên ra nhưng hazabusa quyết định liều một phen và xông đến tấn công sakamoto chỉ việc đứng phòng thủ hai đàn em hết cách để dừng sen bài nên đã nói ra việc chính cả hai đã khiến sakamoto chiến đấu hazabusa vừa mất cảnh giác thì sakamoto đã đẩy ngã cậu ta vào taxi cậu đã nhận ra hazabusa không phải người cậu nên đấu nên đã giơ tay như này là để gọi taxi cậu muốn Hazabusa không bị cảm. Hazabusa biết bản thân đã thua nên đàn em và Sakamoto cũng sẽ theo cậu ta lên taxi trở về. Chú cảnh sát thấy trò bản thân yêu thích đã không còn thịnh hành nhưng ít nhất thành phố này vẫn sẽ yên bình. Trên đường về, hai thanh niên đàn em đã xin lỗi Sakamoto, nhưng cậu chỉ yêu cầu họ mua bữa tối để trả lỗi là được. Mẹ Kubo sau đó gọi con trai có người gặp. Ba thanh niên đã đến cúi đầu xin lỗi Kubo. Họ đã mua tảo biển đến cho Kubo ăn để cậu ta nhanh mọc tóc lại. Nhưng cậu ta cho rằng bản thân không ăn hết nên muốn cả ba ở lại ăn chung. Cả ba đã phụ mẹ của Kubo làm đồ ăn và Sakamoto có ghé qua xem thử và không để mẹ Kubo phát hiện. Đến ngày nộp bản báo cáo sức khỏe, cô y tế thấy Sakamoto có vẻ không khỏe nên đưa nhiệt kế kiểm tra. Cô phát hiện cậu bị sốt nên muốn cậu ngồi lại phòng đây để nghỉ, nhưng cậu cứ thế bỏ về. Cậu đến căng tin lấy hành quấn quanh cổ và thế là có thể chống bệnh. Cậu thấy sắp tới phải cẩn thận với sức khỏe. Vào một ngày, học sinh tiểu học vừa ra về và ba cậu nhóc đã quyết định thi suốt cục đá này về đến nhà. Ai đá xuống nước là thua đám nhóc sau đó chạy vèo vèo và cảnh báo những người khác tránh đường nhưng cả ba nhận thấy sakamoto cũng chơi trò này nhưng ở đẳng cấp cao hơn cậu dẫn cục đá luồn qua những người đi đường chúng sau đó bám theo sakamoto đang đi đến gần sông thì chúng đã lỡ chân sút hết đá xuống nước nhưng sakamoto thì vẫn ở một đẳng cấp khác cậu dù lỡ sút xuống sông nhưng vẫn lao theo và hứng đá để tiếp tục sút tiếp vi diệu đến mức đám nhóc không biết làm sao cậu có thể đi được trên bề mặt nghiêng như vậy nhưng cậu nhóc thủ lĩnh không cam tâm nên đám bạn an ủi là lên cao chung cũng sẽ làm được như vậy hôm sau cả ba đứa lại chơi trò đi trên vạch trắng và đột nhiên một cơn gió lướt qua sakamoto đã ở trước mặt cậu đi một cách bình thường nhưng vẫn ở trên vạch trắng thế là ba đứa nhóc quyết định đi theo cậu cả ba đã bám theo sakamoto và gặp một ông chú ở đối diện sakamoto đã nhắc chú ta cột dây dày và rồi nhảy qua ba đứa nhóc cũng bắt trước theo và ông chú kia hoàn toàn không biết gì cả ba sau đó tiếp tục bám theo sakamoto và khiến người đi đường chú ý vừa đi vừa ngắm cảnh cho đến tận chiều thì sakamoto dừng lại vì hết vạch trắng Họ chỉ có nhảy qua chữ dừng lại kia nếu muốn đi tiếp, nhưng Sakamoto đã đưa cậu nhóc một cuộn giấy, cậu nhóc ném đi và có thêm đường mới cho họ đi. Ai nấy đều nghĩ bản thân như minh tinh đang bước trên thảm đỏ, giấy hết thì cả bốn dừng lại trước siêu thị gần nhà. Sakamoto đến đây để ăn thử, còn đám nhóc thấy mẹ nên quay đầu. Cậu nhóc thủ lĩnh vẫn tranh thủ quay lại xin chữ ký của Sakamoto. Ta sau đó gặp được một cô gái là Megumi, cô là lớp trưởng của Sakamoto, cô có sở thích là chụp lén Sakamoto cô không thể thổ lộ tình cảm vì bản thân cô chẳng có gì đặc biệt đột nhiên cô phát hiện bức ảnh mới chụp có một con ma gần đây nữ sinh hay đồn về vụ án ma nữ hại người cô sau đó quyết định phải nói ra với sakamoto trước khi quá muộn megumi sau đó đã đi tìm sakamoto và định nói ra thì cô sợ bản thân sẽ lộ ra việc chụp lén sakamoto thế là cậu quay đi và megumi quyết định phải tìm cách cảnh báo cậu nếu những vấn đề ập đến cậu ngay lập tức bị xô và chổi lau nhà lao đến nhưng cậu nhảy lên và lái nó đi luôn Cô sau đó phải đi hỏi thử cậu xem có vấn đề gì lạ gần đây hay không thì cậu chỉ thấy tóc của Kubo mọc lên khá nhanh. Đột nhiên có tiếng nước đằng kia nên Sakamoto vào kiểm tra thì thấy một bộ tóc trong này, không hề sợ hãi, cậu lấy luôn đống tóc đấy và chạy đi tìm Kubo để nối tóc cho cậu ta. Megumi không tin được là cậu đối mặt được với những việc kỳ lạ này. Cô sau đó đi tìm Kubo để chia sẻ về việc cô phát hiện ra. Kubo giờ mới hiểu lúc Sakamoto đọc cuốn sách đang tự lật trang là do ma chứ không phải do cậu thần thánh đến mức ấy kubo khuyên cô nên nói ra và sakamoto có lẽ sẽ không ghét cô còn không thì cô sẽ mãi giống như con ma kia megumi không tin việc bản thân giống con ma cho đến khi cô bắt gặp sakamoto đang chơi đẩy mông với mũ đỏ thì đã chụp lại và rồi nhìn aina tự tin đưa đồ đến cho sakamoto thì cô đã hiểu bản thân chỉ biết lén lút quan sát sakamoto như hồn ma và cô phát hiện một điều ở bức ảnh này và con ma dưới chân cậu cô đã đi ra tiệm in và in những bức ảnh ra rồi mang về cho sakamoto cô cho cậu biết là con con ma đã nói ra cảm xúc của nó với cậu nên cậu đã quay đi Megumi nghĩ cô đã bị Sakamoto ghét nên chỉ đành vào làm việc chung với cậu nhưng cậu lại đang in mặt của bản thân ra và nói lời cảm ơn với hồn ma hồn ma sau đó đã có thể thanh thản ra đi và mái tóc của Kubo cũng vậy Megumi giờ cũng có thể thay đổi khi được trực tiếp chụp ảnh Sakamoto hôm sau ở căng tin có món mì mới nhưng chẳng ai ngoài Sakamoto mua nó thế là cậu quyết định giúp cô bán hàng ở căng tin bằng cách lên bảng làm bài thì vẽ ra hình uốn lượn như mì và nhanh chóng xóa đi để người ta nghĩ là nhìn nhầm Cậu sau đó cũng làm lại với lúc vẽ vạch trắng trên sân thể dục và cả lúc tưới cây, nhờ việc đó mà cậu đã giúp món mì bán chạy hơn. Một vài ngày sau đó, ba thanh niên ngủ ngáo đã vào tiệm băng đĩa và cố vượt qua màn chắn để mua đĩa phim nóng, nhưng nó quá khó để vượt qua. Đúng lúc này thì Sakamoto đến đây, cậu muốn tìm tư liệu về chim sẻ nên ba thanh niên đã đi trước. Lúc Sakamoto tìm đến thì ba thanh niên muốn giao kèo, họ sẽ đưa cậu chiếc đĩa cậu muốn nhưng cậu phải lấy đĩa nóng giúp họ. Cả ba sẽ hướng dẫn cậu những bước phải làm. Thế là Sakamoto cởi đồng phục ra và đi đến màn chắn, cậu phải qua mà không để ai trông thấy. Cậu sau đó phải cố tìm kẽ hở, nhưng khó để có nên cậu đi vòng để tạo gió và rồi qua chỉ trong tích tắc mà không ai thấy. Ba thanh niên ở ngoài kia chờ một lúc thì Sakamoto lại lao ra ngay lúc có kẽ hở. Giờ là bước hai, cậu sẽ phải né tránh tầm nhìn của ba đứa con gái cùng lớp ở đây. Ba thanh niên đã chỉ cậu đường đi. Cậu thuận lợi vượt qua hai cô gái nhưng giữa đường thì thấy mẹ của Kubo nên cậu đành tạt sang đường khác và bị người thứ ba phát hiện. Cậu đã nhanh tay bỏ đống đĩa nóng sang kệ gần đó và nhân lúc ba cô gái mất tập trung thì ôm đĩa chạy đi và trốn gần quầy. Giờ thử thách cuối là cậu phải giả làm người lớn, cậu sau đó đã vẽ lên tay gì đó và đi qua quầy. Thật may vì nhân viên là người mới, nhưng đột nhiên quản lý ra đổi vị trí, Sakamoto gặp phải kèo khó vì quản lý nhìn qua thẻ mượn thì không nghĩ cậu đã 27 tuổi mà giống học sinh cao trung, nhưng cậu đã cực kỳ bình tĩnh xử lý và còn giả vờ nhìn đồng hồ vừa vẽ lên một cách rất người lớn quản lý hoa mắt nhìn nhầm thành đồng hồ và nên nghi ngờ cậu có vẻ là con nhà quyền quý hoặc người nổi tiếng nên đành chịu thua cậu sau đó đã trao đổi hàng với ba thanh niên cả ba rủ cậu về nhà làm tiệc nhưng sakamoto từ chối mà về trước ba thanh niên nhận ra sakamoto chính chắn ra sao nên quyết định bỏ đống phim đi mà đi tập thể thao cho khỏe vài ngày sau lớp sakamoto có cuộc thi ném bóng với lớp cùng khối cậu thành công biểu diễn một màn ném bóng đỉnh cao khiến bọn con gái không ngừng hò reo lý do là ở ba ngày trước đại hội thể thao được thông báo là sẽ diễn ra ai nấy có hy vọng vào việc Sakamoto sẽ gánh họ. Nhưng Seiza muốn đám con trai đừng có dựa dẫm vào Sakamoto mà phải tự mình trổ tài trước đám con gái. Một người có thể không đánh bại được Sakamoto nhưng đồng lòng cách mạng thì có thể. Họ sau đó đã ăn gian ở cuộc thi ăn bánh bằng cách cột bánh của Sakamoto chặt hơn. Cậu phóng nhanh đến ngay khi bắt đầu và ngoạm được nó thì cậu đã mắc cứng lại. Tuy nhiên cậu đã xoay vòng và thầy giáo nhớ ra thầy từng thấy cảnh này khi đi du ngoạn ở Amazon. Cảnh một con cá sấu đớp và xoay vòng con mồi cậu sau đó vẫn xong trước và thấy những người khác đang chật vật nên đứng lại chia nửa cái bánh cho họ đến vòng thứ hai sakamoto phải xây tháp người ai nấy quyết định rung lắc để cậu rơi xuống sakamoto sau đó trèo lên trên cùng và ai nấy nhận ra tháp có vẻ rung lắc họ cố trụ đến khi sakamoto ngã nhưng cậu lại hiên ngang đứng trên tháp nghiêng như của ý nên ai nấy lại xem cậu như kỳ quan thế giới nhưng vẫn quá sớm để từ bỏ nên họ đã quyết định thể hiện ở màn chạy tiếp sức cuối cô bạn ra đây sẽ là người nhận gậy từ sakamoto xe ra muốn cô cứ yên tâm vì có cậu ta phía sau Cuộc chạy sau đó bắt đầu và ở cuộc chạy đua, Sakamoto đã vấp ngã ngay lúc chạy chỉ vì Seiza đã cột dây giày của cậu, nhưng cậu sau đó chạy bốn chân y như một con báo. Cậu lao đến đưa gậy cho Jaji nhưng gậy quá trơn khiến Jaji làm rơi và vấp ngã. Cô trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người. Seiza thấy tụt đến mức này thì hết vớt lại được rồi, nhưng Sakamoto đã cho cậu ta thấy tâm trạng của Jaji. Cô đã khóc và Seiza quyết định hy sinh thân mình để giúp Jaji. Vừa nhận được gậy thì cậu ta đã kéo áo lên để lộ cái bụng mỡ. Raji sau đó xin lỗi bạn bè nhưng họ thấy cô còn đỡ hơn Seiza. Seiza lúc này đã ra một góc ngồi ăn. Sakamoto cho cậu ta biết cậu ta đã thật sự là anh hùng. Raji sau đó tìm đến và cô sẽ không cảm ơn Seiza. Nhưng cũng phải thừa nhận là cậu ta lúc đó rất oai. Một thời gian sau, lễ hội trường đã đến và hội của Hazabusa đã tìm được đồ để chế ra máy làm kẹo bông. Ba thanh niên ngổ ngáo tìm đến và muốn rủ Sakamoto tham gia. Đại ca mập từ chối nhưng Hazabusa lại muốn mời đến. Đột nhiên người đứng đầu cả bọn là Fukase trở về. Tên này muốn biết Sakamoto là ai nhưng Hazabusa đã che giấu và rồi nhận lấy hậu quả. Còn lớp Sakamoto lúc này thì lười chẳng muốn làm gì. Vì nhà trường cấm làm mấy cái như quán đồ ăn này nọ mà chỉ có làm đồ trưng bày. Vì biết chẳng ai đến xem đồ trưng bày nên họ mới không làm. Đột nhiên họ phát hiện có một con hình nhân làm từ bóng bay và khi Sakamoto để rèm che phủ nó thì hình bóng sau rèm sẽ giống như người tuyết dê Thế là cả lớp nghĩ ra ý tưởng làm bóng và để sau rèm. Nhưng vừa đập xe ra dậy thì cậu ta phát hiện trên trần nhà những quả bóng đang là một tác phẩm và nó được sakamoto làm ra bằng cách lấy chổi di chuyển từng quả bóng megumi thì làm bóng kết hợp với đèn để trông giống ufo hai đàn em của hazabusa đã cười nhạo thứ đó nên sakamoto đã dùng vài thủ thuật vật lý và khiến nó trở nên giống với ufo thật hơn hai thanh niên kia khá cay và bỏ về cô bạn của megumi thấy cả hai tỏ ra lười nhắc nên tẩy chay hai thanh niên giận dỗi và gặp được fukase thanh niên này đã chỉ hai tên này cách để vui lên ngày hôm sau megumi và cô bạn đến lớp thì tác phẩm họ làm ra đều đã bị phá và cáo thị truy nã sakamoto thì đột nhiên bị dán đầy trường cả trường lúc này kéo đến xem cáo thị truy nã sakamoto nhìn thấy khá quen và khi xác định được bản thân là mục tiêu thì cậu chạy đi gấp đây là trò chơi mà fukase làm ra để bắt sakamoto đám con gái trong lớp lúc này chọn tin sakamoto hai đàn em của hazabusa thì quay về lớp và thấy khá ăn năn vì đã lười biếng nên muốn tạ lỗi bằng cách mua một đống bóng bay về cho mọi người làm lại sakamoto lúc này đã trốn vào phòng thể dục vì nơi này đang tổ chức diễn kịch nên sẽ tối và khó tìm thấy sakamoto nhưng cậu lại lựa ngay chỗ sáng để trốn và Fukase đã nhắc mấy thanh niên đi tìm. Sakamoto bị cả đám đến bao vây nhưng hội Hazabusa đã kéo đến và giải vây cho cậu rồi hẹn gặp cậu ở phía bắc. Sakamoto sau đó theo chỉ dẫn tìm đến và được nhóm Hazabusa cho biết Fukase từng là một học sinh ở đây, nhưng giờ đã 30 tuổi và thường xuyên về đây vào dịp lễ để bày trò làm loạn. Người bị Fukase nhắm đến thường sẽ chịu kết cục thảm và anh ta làm vậy chỉ để cho vui. Hazabusa khuyên cậu về lớp vì có thể lớp cậu cũng gặp chuyện sakamoto trở về và ai nấy đều tin cậu không làm chuyện xấu mà là bị vu oan hai thanh niên kia cũng làm vẻ mặt tin tưởng cậu nhưng cậu nhận thấy ai nấy cũng có vẻ nghi ngờ cậu nên đành quay đi một lúc sau một cô gái bí ẩn nào đó đã đứng ngoài cửa rồi tự nhận rằng cô ta chính là người đã chọc thủng hết bóng sáng nay các cô gái đã rất vui mừng khi biết rằng sakamoto không phải là thủ phạm khi nghe thấy vậy thì hai tên đàn em đã cố giải thích với mọi người rằng cô gái kia đang nói dối nhưng cũng vì vậy bọn chúng lại vô tình để lộ ra chúng mới chính là thủ phạm chọc thủng đống bóng và hóa ra cô gái bí ẩn kia chính là do sakamoto giả giọng ngay sau đó khi bị dồn vào đường cùng thì hai tên kia đã đe dọa là sẽ chọc nổ hết bóng của cả lớp và sakamoto đã dùng bóng bay rồi làm ra một khẩu súng giả để đe dọa bọn chúng chúng không tin nhưng cậu ấy đã dùng khẩu súng đó bắn vỡ một vài quả bóng bay trước sự kinh ngạc của mọi người sợ rằng khẩu súng của sakamoto có thể bắn được thật nên hai tên kia đã phải xin thua và hóa ra số bóng kia bị nổ là do kubo đã dùng gương để phản chiếu sức nóng từ ánh sáng mặt trời sau khi trừng phạt hai tên kia thì cả lớp lại tiếp tục vui vẻ trang trí lớp học của bọn họ còn hay abusa cùng với đám đàn em cũng đã được mời tới đây để làm kẹo bông sakamoto và đám bạn đã rượt đuổi nhau và lúc đi ngang qua thì sakamoto và fukase cũng tranh thủ lường nhau một cái và một hôm megumi cùng với hai cô gái khác đã ngồi kể cho nhau nghe về lần đầu tiên mà bọn họ gặp được sakamoto và thấy thích cậu lần đầu tiên mà megumi gặp sakamoto chính là vào ngày thi chuyển cấp Megumi nhớ lại lúc đó thời tiết rất lạnh nên cô ấy đã lỡ đánh rơi cục tẩy. Vì tay bị cóng nên cô không kịp bắt lấy và Sakamoto đã nhặt cục tẩy đó lên trong chớp mắt rồi liên tục trà nó lên bàn của cậu. Nhưng hóa ra là cậu ấy muốn làm nóng cục tẩy để giúp cho tay của Megumi được giữ ấm. Cho nên Megumi đã rất trân trọng hành động của Sakamoto rồi giữ cục tẩy cho tới tận bây giờ. Cô bạn đeo kính thì cho biết cô ấy đã gặp được Sakamoto vào một ngày mưa gió rất lớn. Và trong lúc đang đi trên đường thì cái ô của cô đã vô tình bị gió thổi cho lật ngược. Khi nhìn sang bên cạnh thì cô cũng thấy ô của Sakamoto cũng đang bị lật ngược như vậy. Nhưng cậu lại cầm cái ô lên hứng nước mưa rồi tận hưởng nó với một cách rất quýt sờ tộc và kể từ đó cô đã phải lòng cậu, đồng thời cũng thích những cơn mưa hơn. Cô bạn thắt bím thì gặp được Sakamoto trong một lần đi tới thư viện để mang sách và do mang quá nhiều nên cô đã vô tình đụng vào người Sakamoto. Nhưng cậu đã dễ dàng đỡ được hết đống sách trước sự kinh ngạc của cô bạn. Các cô gái ai cũng cho rằng khoảnh khắc mà bản thân gặp được Sakamoto là lãng mạn nhất nhưng Kubo đã vô tình đi qua rồi nhắc lại lần đầu tiên cậu ta gặp Sakamoto. Lúc đó Kubo đã lỡ đánh rơi miếng băng y tế ở trên ngón tay của cậu ta, nhưng Sakamoto đã nhặt nó lên rồi đeo lại vào ngón tay cậu ta như là đeo nhẫn đính hôn, và các cô gái đã ngậm ngùi nhận ra là khoảnh khắc mà Kubo gặp Sakamoto mới là lãng mạn nhất. Ngày hôm sau, lúc đang ngồi trong lớp thì Kubo đột nhiên nhìn Sakamoto một cách đắm đuối, thậm chí thầy giáo có gọi tên cả chục lần cũng không thấy cậu ta trả lời. Hóa ra trong một lần tới trường họp phụ huynh thì mẹ Kubo đã phát hiện ra Sakamoto là người thật và hôm nay Kubo đã không may bị ốm nặng phải nằm nghỉ ở nhà cho nên mẹ Kubo đã đóng giả cậu ta rồi đi tới trường để được gặp lại Sakamoto một lần nữa. Trong tiết học nội trợ thì mẹ của Kubo đã trổ tài khiến cho ai cũng phải kinh ngạc và Sakamoto đã lấy một cái đĩa để thử nếm món súp mà mẹ Kubo vừa nấu rồi đưa lại nó cho bà. Tuy nhiên Aina đã giật lấy cái đĩa đó khiến cho mẹ của Kubo cực kỳ tức giận và đám con gái đã tranh giành cái đĩa vì đứa nào cũng muốn được hôn gián tiếp Sakamoto. Tới giờ thể dục thì thầy đã cạn lời khi thấy Sakamoto chạy theo kiểu quá trình tiến hóa của loài người còn mẹ kubota thì điên cuồng đuổi theo sakamoto với hy vọng chạm được vào người cậu buồn cười là không ai nhận ra hai quả đang lắc lư kia nhưng do chạy nhanh quá nên bà đã bị ngã một cái sấp mặt khi sakamoto đi tới đỡ mẹ kubo thì bà ta lại tự mình đứng dậy rồi buồn bã bỏ đi bởi bà nhận ra người mà sakamoto muốn đỡ dậy là kubo chứ không phải là bản thân sakamoto có vẻ như cũng đã nhận ra mẹ của kubo đang đóng giả và bà đã chấp nhận số phận rằng bản thân không có duyên với trai đẹp và trở về nhà tiếp tục chăm sóc cho gia đình Việc được chăm sóc cho con trai cũng đã đủ khiến bà cảm thấy hạnh phúc. Tới mùa Giáng sinh có rất nhiều người tổ chức tiệc xem mắt giữa hai nhóm nam nữ với nhau. Và có hai thanh niên đang định đi xem mặt với một nhóm gồm ba cô gái nhưng lại thiếu người nên cả hai đã đi tới rủ Sakamoto ngay khi nhìn thấy cậu ấy đang đứng ở giữa đường. Ngay sau đó hai thanh niên kia đã đưa Sakamoto tới bữa tiệc gặp mặt cùng với ba cô gái và hai người họ đều là những sinh viên xuất sắc đang có ý định mở công ty trong tương lai. Cả ba cô gái đã tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ khi biết họ đều là những người có chí hướng lớn tuy nhiên khi được hỏi thì sakamoto nói rằng cậu ấy muốn trở thành phi hành gia để đi lên sao hỏa khiến cho cả ba cô gái và hai thanh niên kia ngạc nhiên đến không ngậm được mồm họ sau đó chơi trò nhấn vào răng hà mã để xem ai bị cắn sakamoto là người dính nhưng cậu đã mở lòng với hà mã khiến nó nhả ra ba cô gái lại thấy thích sự bao dung của cậu sợ sakamoto chiếm mất cảm tình của cả ba cô gái nên hai thanh niên kia đã đề xuất mọi người hát karaoke và thanh niên tóc nâu đã sung phong hát một bài để chinh phục các cô gái nhưng cậu ta đang hát thì mọi người lại đột nhiên nghe thấy tiếng kèn saxophone ở đâu đó hóa ra sakamoto đã sử dụng cánh tay của cậu để thổi ra tiếng kèn saxophone và sau khi nhìn thấy kỹ năng đỉnh cao của cậu thì cả ba cô gái đã tỏ ra cực kỳ thán phục còn hai thanh niên kia lúc này cũng đã nhận ra cậu chính là một tình địch mà bọn họ cần loại bỏ ngay sau đó vậy sao từ đầu còn mời đi làm gì hai thanh niên đã gọi phục vụ mang lên trong mỗi người một ly nước đắt tiền nhưng riêng sakamoto thì lại được bọn họ gọi cho một cốc coca to tướng lý do bọn họ làm như vậy là muốn để cho sakamoto lỡ miệng ở ra một cái thật to ngay trước mặt của các cô gái sau khi uống hết cốc coca thì hai thanh niên đã nói sakamoto lên hát một bài cho cả nhóm nghe và cậu đã trình diễn một bản opera tiếng đức làm cho các cô gái khoái khoái chảy nước miếng mà không chịu được nhưng hai thanh niên kia thì đang hồi hộp chờ đợi xem cậu có ở trong khi hát hay không tiếng hát của sakamoto đã thu hút tất cả những cô gái khác ở trong quán karaoke tới đây và cậu đã lợi dụng tiếng ở của cậu để kết thúc bài hát khiến cho hai thanh niên hạn hán lời các cô gái đứng ở bên ngoài đã điên cuồng lao vào trong để tranh giành sakamoto và khi cậu ra về thì bọn họ cũng đã đuổi theo cậu ấy để lại hai thanh niên kia ngồi bơ vơ một mình ta sau đó được biết về gia cảnh của hazabusa do mẹ mất từ sớm nên bố của hazabusa phải một mình nuôi bốn anh em cậu ta và sắp tới bố bọn họ sẽ đi xem mắt một người phụ nữ để kiếm mẹ kế về cho bốn anh em nhưng khi biết bản thân cũng phải đi cùng bố trong buổi xem mắt đó thì hazabusa đã rất hoảng loạn nhưng bố cho rằng đám nhỏ cần có mẹ và xin cậu ta diễn nốt lần này ngày hôm sau hazabusa đã cầu xin sakamoto chỉ cho cậu ta cách để ăn uống cho lịch sự giống thượng lưu vì xưa nay cậu ta vốn là một tên côn đồ nên cậu ta sợ sẽ gây mất hình tượng trước mẹ kế sakamoto cho rằng cái đó không học nhanh được nên bảo cậu ta thuê cái áo to tí và cậu có ý tưởng tới ngày xem mắt thì bố của hazabusa đã mời người phụ nữ mà ông ta có ý sắp cưới tới một nhà hàng pháp và sakamoto đã trốn sau người của hazabusa để giúp cậu ta gắp thức ăn cho thật lịch sự nhưng khi phục vụ đưa ra món ốc thì cậu ta chỉ muốn ói chứ ăn không nổi tuy nhiên hazabusa vẫn cố gắng ăn hết mọi thứ để không khiến cho bố bị mất mặt và người phụ nữ kia đã khen hazabusa là một người giành điệu rất biết thưởng thức ẩm thực sau khi bữa tối kết thúc thì người phụ nữ kia đã xin được nói chuyện riêng với bố hazabusa cho nên hazabusa với sakamoto đành phải mặc chung một cái áo khoác rồi đi dạo một vòng nhưng bọn họ chợt nhìn thấy bố hazabusa cùng với người phụ nữ đang bị một đám côn đồ chặn đường chấn lột hazabusa không muốn mẹ kế tương lai biết rằng cậu ta cũng là một gã côn đồ nên cậu ta đã đổi chỗ cho sakamoto rồi nấp ở trong cái áo khoác để đập nhau với bọn kia cậu ta cho mỗi tên một đòn còn sakamoto chỉ việc né ủa sao mà nó thấy đường để đánh nhỉ hazabusa đã cho bọn côn đồ một trận như tử và hóa ra chính người phụ nữ kia đã lừa bố hazabusa tới buổi gặp mặt để giàn cảnh chấn lột ông đám côn đồ vẫn chưa chịu thua mà tiếp tục lao đến để tấn công sakamoto nên hazabusa đã thò hai tay ra khỏi áo khiến cho Sakamoto trông như quái vật nên người phụ nữ kia cùng với đám côn đồ của bà ta đã hoảng hốt tháo chạy khỏi nơi đó. Còn ông bố của Hazabusa thì đã sợ bất tỉnh từ khi nào không hay. Một vài ngày sau, trên đường trở về thì Sakamoto có nói biết rằng cậu ấy chưa từng nhìn thấy tuyết bao giờ. Nghe vậy thì Kubo nghĩ rằng có khi Sakamoto tới từ một đất nước có khí hậu nắng quanh năm. Còn mũ đỏ thì quyết định là cậu ta sẽ dạy cho Sakamoto cách chơi với tuyết, cho đầu tiên cậu ta chỉ cho Sakamoto chính là ngã xuống tuyết để in hình mình lên trên đó nhưng sakamoto lại ngã xuống ngay cái hình mà mũ đỏ vừa mới tạo ra và mọi người đã ngạc nhiên nhận ra cái hình của hai bọn họ lúc này trông giống y như là trong sách sinh học thanh niên mập trong nhóm mũ đỏ thấy đây cũng là cách hay để ghi nhớ ngay sau đó mũ đỏ lại rủ sakamoto đi học cách làm một con người tuyết nhưng sakamoto lại tạo ra được một con người tuyết cao lớn có dáng đứng như một cô gái mũ đỏ đã buồn bã đi ra một góc và nghĩ rằng lúc nào sakamoto cũng giỏi hơn cậu ta và fukase lại đột nhiên xuất hiện rồi nhận thấy mũ đỏ đang muốn được chiến thắng sakamoto một lần sau khi được Fukase chỉ dẫn thì mũ đỏ đã đi rủ Sakamoto cùng nhau chơi trò ném tuyết cho nên. Hai người họ đã xây lên hai bức tường tuyết rồi nấp sau đó để ném cầu tuyết túi bụi vào mặt nhau. Nhưng Sakamoto lại ném nhanh như súng máy làm cho mũ đỏ không ngóc đầu lên nổi. Do trời quá lạnh nên mũ đỏ cảm thấy toàn bộ cơ thể bị đau nhức dữ dội và Sakamoto bỗng dưng nhét một thứ gì đó vào trong cầu tuyết rồi từ từ lăn nó tới chỗ mũ đỏ. Cậu ta đã tỏ ra cực kỳ hoảng sợ vì nghĩ rằng cậu nhét một quả bom ở trong đó. Mũ Đỏ đang định đứng lên tấn công thì liền bị Sakamoto ném gục chỉ với một quả cầu tuyết, nhưng cậu ta nhận ra thứ mà Sakamoto lăn cho cậu ta hồi nãy là một cái túi giữ nhiệt chứ chẳng phải là bom, và trong người Sakamoto thì có tới cả đống cái túi giữ nhiệt tương tự. Trên đường đi về nhà thì Mũ Đỏ đã cay cú đến mức phát khóc sau khi thua Sakamoto và Fukase, nói rằng đáng ra cậu ta sẽ không phải đau khổ như thế này nếu như Sakamoto không tồn tại. Hôm sau, Sakamoto đã sắp làm xong căn nhà cho đám chim, mùa đông đã qua đi. Lớp của Sakamoto nhận thấy mới đó đã sắp tới tổng kết cuối năm và mọi người đã cùng xem lại những tấm ảnh kỷ niệm trong năm học đầu tiên của bọn họ. Đa phần kỷ niệm là về Sakamoto. Còn mũ đỏ thì đang đau đầu suy nghĩ về những lời là Fukase nói với cậu ta ngày hôm qua. Hazabusa đã tỏ ra rất là lo lắng vì năm nay Fukase vẫn không chịu tốt nghiệp cấp 3. Hóa ra Fukase thích bị lưu ban suốt chục năm nay mà không chịu ra trường. Cậu ta biết rằng thực ra Fukase rất là thông minh vì chưa ai thắng được hắn ta ở trò chơi nào. Nhưng hắn cứ thích ở lại để làm đại ca họ phải tìm lý do để trường cho cậu ta tốt nghiệp gấp nếu không năm sau sẽ phải học chung với hắn cả lớp lúc này vẫn đang ôn lại kỷ niệm qua những bức ảnh megumi tiếc vì hồi đi biển không được chụp sakamoto ở dưới nước vì máy ảnh không có chống nước nhưng vẫn mò được một tấm quý giá có hình của sakamoto ai nấy đều thích thú với một năm vừa qua vì được học với sakamoto mũ đỏ đã lấy một tấm ảnh chụp chung với hai thằng bạn rồi đi ra ngoài ngồi suy nghĩ và fukase cho rằng từ khi thân thiết hơn với sakamoto thì cậu ta đã dần trở nên mềm yếu thuốc cũng không còn hút được nữa Fukase cho rằng mũ đỏ cùng với mọi người trong lớp vĩnh viễn chỉ như là những con côn trùng chạy theo sakamoto cho nên hắn ta đã thuyết phục mũ đỏ loại bỏ sakamoto để lấy lại chính mình ngay sau đó tất cả học sinh đều tập trung về hội trường để tham gia lễ tổng kết cuối năm và mặc dù chỉ mới là học sinh nam nhất nhưng sakamoto đã được làm đại diện cho các học sinh để lên lễ đài phát biểu sakamoto đã đánh một quả bóng bay thẳng lên mái hội trường trước sự kinh ngạc của mọi người và quả bóng đó đã đập trúng một quả bóng cũ nằm kẹt ở ngay trên mái của hội trường quả bóng cũ đó chính là quả bóng mà mọi người đã lỡ làm kẹt lại trên mái từ đầu năm học cho nên sakamoto muốn lấy nó xuống để làm quà chia tay các anh chị sắp tốt nghiệp tuy nhiên khi sakamoto đang đứng phát biểu thì mũ lại cầm một cây gậy bóng chảy đi tới và thầy thể dục đang định ngăn cản cậu ta thì liền bị cậu ta vụt trong một gậy cháy luôn bộ tóc còn các học sinh khác thì tỏ ra cực kỳ hoảng hốt ngay khi nhìn thấy mũ đỏ như vậy thầy thể dục bị vụt mất bộ tóc đẹp thì đã chết cứng như một bức tượng thầy cô muốn cản thì bị fukase chặn lại và nhóm của hazabusa cũng đã chạy tới đây khi biết chuyện nhưng Sakamoto vẫn tiếp tục đọc diễn văn. Ngay sau đó mũ đỏ đã điên cuồng vụt cây gậy bóng chảy để đánh Sakamoto. Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì cậu ta vẫn không tài nào đánh trúng Sakamoto dù chỉ một cái. Cậu vừa tránh đòn vừa bình tĩnh đọc bài diễn văn chia tay. Cho nên mọi người đã vui vẻ nghĩ rằng chắc là hai người bọn họ đang diễn kịch. Thấy Sakamoto leo lên tầng 2 của sân khấu thì mũ đỏ liền bám theo. Nhưng trong lúc tấn công Sakamoto thì mũ đỏ đã bị hụt tay rồi rơi thẳng xuống phía dưới. Sakamoto đã phải vội vàng chụp lấy tay của cậu ta trước sự kinh ngạc của mọi người tuy nhiên cậu ta đã tức giận bắt sakamoto thả bản thân ra rồi liên tục dùng gậy đập vào tay của cậu cậu ta cho rằng bản thân trong mắt sakamoto chỉ như một tên thảm hại nhưng dù có bị mũ đỏ đánh đập như thế nào đi nữa thì cậu vẫn không buông tay ra và muốn cậu ta thích thì cứ mở lòng ra hết mũ đỏ sau đó rơi mất và sakamoto đã hy sinh hình ảnh của bản thân và để quần bị tụt nhằm giữ lấy mũ đỏ rồi từ từ thả cậu ta xuống dưới sakamoto đã giả vờ cầm lấy tay của cậu ta như kiểu cả hai vừa mới hoàn thành xong màn trình diễn và sau khi nhận ra lỗi lầm của mình thì mũ đỏ đã cho mọi người biết chính fukase đã xúi dục cậu ta sakamoto đã gặp fukase ở phòng y tế và hỏi hắn lý do không muốn tốt nghiệp vì ở trường có thể đứng đầu còn ra xã hội hắn chỉ như một cặn bã của biển đen cậu thì lại chọn bơi vào biển đen đó và tìm đến đất liền cậu sau đó ra ngoài và có ý tưởng để ép fukase tốt nghiệp ngay sau đó các anh chị năm ba đều đã tốt nghiệp rồi rời khỏi trường ngoại trừ gã fukase nhưng hazabusa cùng với đám đàn em đột nhiên đi tới chúc mừng hắn ta Sakamoto đã tấn công bất ngờ khiến Fukase khụy gối. Hazabusa cùng đám đàn em thì đẩy Fukase ra khỏi trường để người ta nghĩ hắn cũng đã tốt nghiệp luôn. Cuối cùng thì lễ tốt nghiệp của bọn họ cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp nhưng cả lớp Sakamoto lại rất buồn bã khi nghe tin cậu sắp phải đi Mỹ cùng gia đình. Trong lúc Sakamoto đang đứng nói những lời chia tay cuối cùng với cả lớp thì ra trượt cầm một đĩa bánh kem ném cậu. Và theo sau ra thì cả lớp cũng đã cầm bánh kem lên ném như là tiệc chia tay Sakamoto nhưng thực ra bọn họ đang cố gắng che giấu để không phải khóc trước mặt cậu vừa đi ra khỏi lớp thì hazabusa cũng đã tới để tạm biệt sakamoto cậu sau đó đã đứng dưới sân rồi vẫy tay chào tạm biệt những người bạn đã gắn bó với cậu ấy bấy lâu nay và sau cùng chính là người thầy mà sáng nào cậu cũng chọc tức phim đến đây cũng là kết thúc